Nhật thông tin giá xe Mitsubishi và các chương trình khuyến mãi khi mua xe của tất cả các phiên bản đang được phân phối tại thị trường Việt Nam. Mitsubishi là một nhà sản xuất ô tô đa quốc gia lớn thứ 6 của Nhật Bản có trụ sở chính tại Minato, Tokyo. Tại Việt Nam, Mitsubishi giới thiệu mẫu ô tô đầu tiên vào năm 1995 đến thời điểm hiện tại. Các mẫu xe ăn khách của Mitsubishi có thể kể đến như Spander, Outlander hay dòng xe bán tải Triton. Dưới đây là thông tin chi tiết về giá bán và các chương trình khuyến mãi nếu có. Giá xe Mitsubishi New Pajero Sport Mitsubishi New Pajero Sport là dòng SUV cỡ chung, lần đầu tiên được sản xuất là tại Nhật Bản vào năm 1996. Tại thị trường Việt Nam, Pajero Sport được sản xuất. Lắp ráp tại nhà máy ở tỉnh Bình Dương và ra mắt lần đầu vào năm 2011. Cùng phân khúc với dòng SUV này còn có các đối thủ như Toyota Fortuner giá bán từ 995 triệu đồng, Ford Everest từ 1 tỷ 112 triệu đồng. Trang bị trên Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport 2021 được trang bị khối động cơ Diesel MyVC 2.4L kết hợp hộp số tự động 8 cấp thích hợp lẫy chuyển số thể thao. Cho công suất tối đa 178 mã lực và mô men xoắn 430 Nm. Có hai tùy chọn dùng hệ dẫn động một cầu hoặc dẫn động hai cầu Super Select 4 VKDII. 4 chế độ lái địa hình và trang bị thêm khóa 6 sai cầu sau. Colero Sport 2021 là mẫu xe duy nhất trong phân khúc SUV 7 chỗ được trang bị ứng dụng điều khiển từ xa Mitsubishi Remote Control thông qua điện thoại thông minh. Có thể hoạt động trên hai hệ điều hành Android, iOS và Apple Watch. Ngoài ra, xe còn sở hữu nhiều tính năng an toàn khác như hệ thống phanh ABS trên EBD trên BA, phanh tay điện tử, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống 7 túi khí bản cao cấp nhất, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, hỗ trợ đổ đèo HDC, hệ thống kiểm soát lực kéo ATC, hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn, Ultrasonic Miss Acceleration Mitigation System, UMS, hệ thống cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, không xe ride. Giá xe Mitsubishi Spander Mitsubishi Spander gần đây đã tạo ra tiếng vang lớn, đạt được doanh số rất tốt trong trong MPV 5 cộng 2 giá rẻ. Spanner liên tục lọt trong top 10 xe bán chạy nhất năm và xe bán chạy nhất phân khúc khi so với các đối thủ như Suzuki, Etiga, Kia Rondo. Toyota Avanza nổi bật về thiết kế và các trang bị ngoại thất hiện đại, nội thất thoải mái. Động cơ hoạt động tốt và giá thành tương đối rẻ so với đối thủ là những lợi thế của Spander. Trang bị trên Mitsubishi Spander Mitsubishi Spander trang bị động cơ MIV SC 4 xi lanh thẳng hàng dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 103 mã lực. Hệ thống treo trước MacPherson với lò xo so cuộn, hệ thống treo sau dạng thanh xoắn. Tùy chọn hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động 4 cấp cho từng phiên bản. Các trang bị an toàn trên dòng xe này gồm: hệ thống phanh ABS trên EBD trên BA, hệ thống cân bằng điện tử ASC, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, camera lùi, hệ thống kiểm soát lực kéo TCL, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS. Giá xe Mitsubishi Expander Cross, đàn anh của Spander, Mitsubishi Spander Cross có kích thước dài hơn 25 mm, rộng hơn 50 mm và cao hơn 20 mm, khoảng sáng gầm cao hơn 20 mm. Mitsubishi Spander, Spander Cross có thiết kế dạng mpv line SUV. Khi nhìn tổng quan thì tương tự như Spander nhưng có hình khối và cơ bắp hơn. Đối thủ cạnh tranh với Spander Cross có thể kể đến như Toyota Rush và Suzuki XL7. Trang bị trên Mitsubishi Xpander Cross Mitsubishi Spander Cross vẫn sử dụng trung động cơ 4 xi lanh, dung tích 1.5 l hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 102 mã lực và mô men xoắn cực đại 141 Nm. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động 4 cấp 4AT dẫn động cầu trước FWD. Các trang bị an toàn trên Spander Cross 2021 gồm có phanh IBS trên EBD trên BA, hệ thống cân bằng điện tử ACS, kiểm soát lực kéo TCL, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và hai túi khí cho hành khách phía trước. Mặc dù Spander Cross 2021 có camera lùi tiêu chuẩn nhưng nó vẫn chưa được bổ sung trang bị cảm biến lùi. Giá xe Mitsubishi Triton, thiết kế ngoại thất và nội thất được nâng cấp. Không còn dáng vẻ lỗi thời của người tiền nhiệm, trang bị nhiều tiện nghi hơn. Dòng xe bán tải Mitsubishi Triton đã vươn lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng doanh số xe bán ra trong quý 1 năm 2021, xét sau Toyota Hilux và Ford Ranger. Trang bị trên Mitsubishi Triton. Tính năng an toàn trên Triton 2021 bao gồm phanh 7 túi khí với bản cao cấp và 2 túi khí với bản thường, phanh ABS, EBD. Hỗ trợ phanh khẩn cấp hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo astc hỗ trợ xuống dốc hdc khởi hành ngang dốc hsa ngoài ra với phiên bản cao cấp còn được trang bị các tính năng như ảnh báo điểm mù kết hợp hỗ trợ chuyển làn đường hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu và hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi hỗ trợ giảm thiểu tai nạn nhờ camera và cảm biến radar hệ thống fcm hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn giá xe Mitsubishi Atras. Phân khúc hạng B có nhiều hãng xe Nhật, Hàn cùng cạnh tranh đua top doanh số, trong số đó có Mitsubishi Atras. Atras là dòng xe sedan 5 chỗ có tuổi đời khá lâu khi ra mắt lần đầu vào năm 1978. Phiên bản nâng cấp New Mitsubishi Atras 2021 mang nhiều thay đổi đáng chú ý. Tăng sức cạnh tranh về giá bán với các đối thủ như Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent, Ford Fiesta trang bị trên Mitsubishi Atlas. Mitsubishi Atlas 2021 được trang bị khối động cơ 3 xi lanh 1.2L sử dụng công nghệ MIVEC, giúp sinh ra công suất 78 mã lực và đạt 100 Newton mét mô men xoắn. Đi cùng trang bị này là tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp CVT Invest e -E -E. Theo như đánh giá thì động cơ của Mitsubishi Atlas yếu hơn các đối thủ như Honda City hay Toyota Vios. Mitsubishi Atlas 2021 sở hữu loạt trang bị an toàn như chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, camera lùi, túi khí đôi. Ngoài ra, phiên bản nâng cấp còn sở hữu hệ thống kiểm soát hành trình giúp người lái điều khiển xe thoải mái hơn. Giá xe Mitsubishi Allender Dòng crossover 5 cộng 2 của Mitsubishi mới nâng cấp được ra mắt đầu năm 2020 vẫn đậm chất thể thao theo ngôn ngữ thiết kế ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng. Tại Việt Nam, Mitsubishi Outlander 2021 được cung cấp với 3 tùy chọn theo động cơ gồm 2.0 STD, 2.0 CVT và 2.4 CVT 4WD và giá thấp nhất là 825 triệu đồng. Các đối thủ cùng phân khúc với Outlander có thể kể đến như Nissan X-Trail, Honda CRV trang bị trên Mitsubishi Outlander. Mitsubishi được trang bị động cơ 2.0L và 2.4L, động cơ 2.0L cho công suất tối đa trên mô men xoắn cực đại là 145 mã lực trên 196 Nm tại vòng tua 6.000 trên 4.200 vòng phút. Động cơ 2.4L cho công suất tối đa trên mô men xoắn cực đại là 167 mã lực trên 222 Nm tại vòng tua 6.000 trên 4.100 vòng phút. Cả hai khối động cơ đều đi kèm với hộp số vô cấp CVT Invest 2 với chế độ thể thao và lẫy chuyển số trên vô lăng. Phiên bản 2.0 đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Trong khi phiên bản 2.4 CVT đi kèm hệ dẫn động 4 bánh, tất cả các cấu hình của Alander mới đều được trang bị các tính năng an toàn tiêu chuẩn như hệ thống phanh an toàn ABS, EBD, BA, hệ thống cân bằng điện tử ASC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống tăng tốc ngoài kiểm soát. Đây có thể coi là điểm sáng trên phiên bản mới vì trước đây chỉ có phiên bản 2.4 mới sở hữu tất cả những công nghệ an toàn hiện đại này như trang bị tiêu chuẩn. Đang chú ý Phiên bản Mitsubishi Outlander 2.0 CVT được cập nhật thêm phanh tay điện tử và giữ phanh tự động tiêu chuẩn. Bản CVT Premium có thêm hai tính năng an toàn mới là cảnh báo điểm mù BMS và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA.